Xin kính chào quý khán thính giả đang xem kênh Bình luận Lý luận Chính trị TTV. Hôm nay tôi xin phân tích đề tài vì sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư quá hai nhiệm kỳ mà vẫn hợp lệ. Trong số những đề tài tôi đã thông báo trước thì đề tài này vừa có tính lý luận vừa có tính thời sự nên tôi ưu tiên trình bày trước. Vì đại hội 13 thì mới diễn ra cách đây chưa đầy một tháng, tức là diễn ra từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 1 tháng 2 năm 2021. Khi theo dõi kết quả bầu cử trong đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đa số người dân Việt Nam đều phấn khởi, vui mừng vì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tái cử làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ 13 của Đảng. Nhưng theo dõi trên các kênh YouTube và mạng xã hội, tôi thấy có một số người cố tình xuyên tạc hoặc là đặt nghi vấn về tính đúng đắn của vấn đề nhằm gây hoang mang dư luận, tạo ra sự mất đoàn kết trong nội bộ Đảng và gây chia rẽ giữa người dân với Đảng. Đáng duy nhất là cuộc hội luận trên kênh BBC News tiếng Việt phát hành ngày 6 tháng 2 năm 2021. Trong cuộc hội luận này thì có hai diễn giả khách mời. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu quan điểm của hai diễn giả này. Thứ nhất là tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư liên tiếp 3 nhiệm kỳ là trái với điều lệ Đảng năm 2011, tức là điều 17 trong điều lệ Đảng. Làm trái điều lệ là việc sai phạm căn bản, không thể nói khác được. Muốn không sai thì phải sửa lại điều 17. Tức là theo ý của ông Hợp là đại hội 13 trước tiên phải sửa điều 17, sau đó mới bầu ông Trọng làm Tổng Bí thư thì như vậy là mới hợp lệ. Trên thực tế thì trong đại hội 13 có 100% đại biểu đã biểu quyết giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng vào danh sách bầu cử Tổng Bí thư. Sau đó thì Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 trong cái kỳ họp thứ nhất đã bỏ phiếu bầu gần như là tuyệt đối. Cái ý kiến thứ hai là của luật sư Đặng Đình Mạnh, là trưởng văn phòng luật sư cùng tên ở thành phố Hồ Chí Minh. Tức là cái văn phòng luật sư này cũng có tên là văn phòng luật sư Đặng Đình Mạnh. Ông này cho rằng điều lệ Đảng bao gồm các quy tắc cứng không được phép vi phạm. Bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư khóa 13 trong khi không sửa điều lệ Đảng là điều khá lạ lùng, không nên khuyến khích. Và cái hậu quả của cái việc làm đó là điều 17 sẽ bị vô hiệu hóa, gây ảnh hưởng đến cái khả năng bảo đảm thực hiện các cái điều khác, các cái điều quy định khác trong cái điều lệ Đảng. Điều này sẽ hạ thấp vị thế của điều lệ Đảng, tạo tiền lệ không mong muốn về sau. Thì đó là ý kiến của ông luật sư Đặng Đình Mạnh. Theo điều lệ Đảng hiện hành, tức là cái điều lệ được Đại hội 11 thông qua ngày 19 tháng 1 năm 2011. Vì hai cái đội sau đó, Đại hội 12 và Đại hội 13, thì thấy rằng điều lệ này vẫn còn phù hợp cho nên là quyết định là không bổ sung và sửa đổi. Cho nên cái điều lệ hiện hành chính là cái điều lệ được thông qua trong Đại hội 11. Trong điều 17 ở trang 30 thì có quy định là đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Thì cái này cái điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam mà hiện tôi đang giữ trong tay đó, thì là cái điều lệ được thông qua trong Đại hội 11 và được nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Hà Nội xuất bản vào năm 2016. Thì cái điều 17 là quyết ở trang 30. Đến đây vấn đề đặt ra là không sửa điều 17 mà bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư liên tiếp 3 nhiệm kỳ có phải là sai căn bản, là lạ lùng, là gây hậu quả như là ông Hợp và ông Mạnh đã nói trên hay không? Xin được trả lời như sau. Thứ nhất, nếu là người trong Đảng do hiểu về Đảng và điều lệ Đảng thì không thấy điều gì lạ. Còn là người ngoài Đảng thì thấy hơi lạ,
là vì trong lịch sử chưa có đại hội nào quyết định một vấn đề tương tự như vậy. Nghiên cứu về các đời kỳ đại hội trước trong lịch sử thì ta thấy rằng là chưa có đại hội nào mà phải đưa ra một quyết định trái với một trong những điều được trình bày trong nghị đề án. Đây là một cái tình huống xuất hiện đầu tiên trong đại hội 13. Cho nên đối với người ngoài đảng thì nó là cái điều lạ, nhưng mà đối với người trong đảng thì nó không lạ. Lý do vì sao thì tôi sẽ giải thích ở phần sau. Thứ hai là đại hội 13 quyết định như vậy có sai căn bản, có vô hiệu hóa điều 17, làm ảnh hưởng đến việc thực thi các điều khác và hạ thấp vị thế của điều lệ đảng không? Để trả lời câu hỏi này thì ta cần xét xem đại hội 13 có cần sửa điều 17 trong điều lệ đảng không? Điều 17 quy định tổng bí thư không làm quá 2 nhiệm kỳ là nhằm ngăn ngừa hiện tượng tham quyền cố vị, mặc dù không còn đủ năng lực và sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ, nhưng cá nhân người lãnh đạo vẫn cố giữ ghế không buông, gây trở ngại cho việc là phát huy năng lực và trí tuệ cống hiến của đội ngũ kế cận. Còn có thể có nhiều cái lý do khác nữa, nhưng mà chỉ với lý do này, chỉ với lý do này thôi thì cũng đủ cần phải giữ nguyên điều 17. Là cái điều 17 vẫn còn phù hợp, cần phải được giữ nguyên. Như vậy, đại hội 13 quyết định không sửa điều lệ đảng là đúng. Tiếp theo ta xét xem đại hội 13 có cần phải bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư hay không. Theo đánh giá của đảng thì ông Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 nhiệm kỳ làm tổng bí thư. Cụ thể là ông đã góp phần xây dựng đường lối chủ trương đúng đắn, phù hợp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, nâng cao uy tín và vai trò lãnh đạo của đảng, thông qua đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng. Thì trong cái nhiệm kỳ 12 thì cái công cuộc phòng chống tham nhũng đã được triển khai một cách quyết liệt, triệt để và bắt đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, vượt trội so với các nhiệm kỳ trước. Và một cái đóng góp quan trọng nữa là ông đã góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Thì đó là những cái đóng góp xuất sắc trong 2 nhiệm kỳ làm tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là cái nhiệm kỳ thứ hai, tức là nhiệm kỳ của cái đại hội 12. Thực ra thì cái việc phòng chống tham nhũng thì cũng đã được đảng ta đặt ra từ lâu rồi, nhưng mà trong các nhiệm kỳ trước thì do chưa có triển khai một cách quyết liệt, cho nên là cái kết quả mang lại chưa đạt như cái sự mong muốn. Vậy nên nếu bầu người khác trong đội ngũ kế cận làm tổng bí thư, liệu có tốt hơn là bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư? Câu hỏi này có thể trả lời là có thể tốt hơn hoặc là không tốt hơn. Tức là không ai có thể biết chắc được câu trả lời. Vì đội ngũ kế cận là chưa có từng trải qua cái chức vụ tổng bí thư, cho nên là đó là chuyện của tương lai, nên không ai có thể biết chắc được cái câu trả lời. Nhưng nếu bầu ông Nguyễn Phú Trọng thì ai cũng biết chắc rằng nền chính trị của đất nước sẽ tiếp tục ổn định, kinh tế sẽ tiếp tục phát triển nhanh, uy tín và vai trò lãnh đạo của đảng sẽ tiếp tục được nâng cao, phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và quyết liệt hơn, đạt cái kết quả to lớn hơn, vị thế của đất nước thì sẽ ngày càng được nâng cao hơn, vân vân. Như vậy, ta có một người có đủ uy tín, có đủ tâm và tầm để lãnh đạo đất nước. Lời hiệu triệu phòng chống tham nhũng của người này thì có thể làm cho hàng chục triệu người khác hưởng ứng và làm theo. Thì tại sao không sử dụng mà bỏ đi? Cho nên đại hội 13 bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư là hoàn toàn chính xác. Việc ông Nguyễn Phú Trọng có làm được trọn nhiệm kỳ hay không thì nó không tùy thuộc vào cái điều 17 trong điều lệ đảng.
mà nó lại tùy thuộc vào sức khỏe của ông. Nếu ông khỏe thì ông có thể làm tròn nhiệm kỳ, còn nếu không khỏe thì có thể làm nửa nhiệm kỳ hoặc có thể ít hơn. Như vậy là không phụ thuộc vào cái điều 17 mà phụ thuộc vào sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng. Có người cho rằng là do không sửa điều 17 cho nên là ông Nguyễn Phú Trọng chỉ làm khoảng nửa nhiệm kỳ thôi. Thì cái quan điểm như vậy là sai. Như vậy là sai. Vì là đại hội bầu tổng bí thư là bầu cho cả nhiệm kỳ chứ không phải là bầu cho nửa nhiệm kỳ. Hơn nữa là nếu ông không là ông Nguyễn Phú Trọng có làm thêm nửa nhiệm kỳ hay là trọn nhiệm kỳ thì cũng đều là quá hai nhiệm kỳ. Nửa cũng là quá mà trọn cũng là quá. Tóm lại, không sửa điều 17 là đúng, bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư cũng là đúng. Hai điều đúng này dường như trái ngược nhau, thì nên giải quyết như thế nào? Tôi cho rằng đại hội 13 đã giải quyết một cách tuyệt vời, đó là vừa không sửa điều 17 vừa bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư. Cả hai quyết định đều là hợp lệ. Để hiểu được điều này thì ta cần tìm hiểu về điều lệ đảng và vai trò của đại hội đại biểu toàn quốc của đảng. Về điều lệ đảng thì điều lệ đảng là một cái văn kiện cơ bản quan trọng giúp cho đảng tổ chức quản lý đảng viên, tổ chức và quản lý các tổ chức của đảng, xác lập các cơ quan lãnh đạo của đảng và điều hành mọi hoạt động của đảng. Có thể hình dung cái điều lệ đảng như là luật của đảng. Về vai trò của điều lệ đảng thì cũng đã được điều lệ đảng quy định trong cái phần mở đầu, tức là cái phần nói về đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng đảng. Thì ở trang 5 có một cái đoạn như thế này, tôi xin đọc. Đảng là một tổ chức chính, một cái tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Về cái nguyên tắc về tổ chức của đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ, và sự lãnh đạo của đảng thì đó là thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Thì từ đó cho thấy rằng cái vị trí, cái vai trò của điều lệ đảng rất là quan trọng, nó là cơ sở để đảng đoàn kết thống nhất với nhau. Như vậy là muốn có sức mạnh, muốn thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của đảng thì đảng phải đoàn kết nhất trí, thì cơ sở của nó chính là cái cương lĩnh chính trị và điều lệ đảng. Điều lệ đảng đã được xây dựng, thảo luận và thông qua trong cái hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, và sau đó được bổ sung sửa đổi trong các kỳ đại hội đảng, từ cái đại hội lần thứ nhất cho đến đại hội lần thứ 11. Riêng đại hội 13, 12, 13 gần đây thì do cái điều lệ cũng còn phù hợp, cho nên là hai đại hội này đã quyết định là không bổ sung sửa đổi, vẫn sử dụng cái điều lệ được thông qua trong cái đại hội 11. Sau đây tôi xin giới thiệu một cách sơ lược về cái hội nghị thành lập đảng. Thì hội nghị thành lập đảng Cộng sản Việt Nam nó diễn ra vào khoảng ngày 6 tháng 1 cho đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, do ông Nguyễn Ái Quốc là một cái người hoạt động ở trong Quốc tế Cộng sản và được Quốc tế Cộng sản cử về để chủ trì hội nghị thành lập đảng. Sau này ông Nguyễn Ái Quốc cũng chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Thì hội nghị đã họp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam, đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành một đảng duy nhất được gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam, có tên gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu là lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, tiến hành giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người,
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thì cái hội nghị này là nó được tổ chức ở tại Hồng Kông, Trung Quốc. Cái ngày diễn ra đại hội là từ ngày 6 tháng 1 cho đến 7 tháng 2. Nhưng mà đến đại hội lần thứ 3 của đảng, thì trong cái nghị quyết của đại hội lần thứ 3 của đảng ngày 10 tháng 9 năm 1960 thì đã chọn cái ngày 3 tháng 2 dương lịch hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập đảng. Cho nên từ đó về sau thì ta nói ngày thành lập đảng là ngày 3 tháng 2 năm 1930. Để thấy rõ được cái vai trò của cái điều lệ đảng thì ta xem coi trong cái hội nghị thành lập đảng, thì cái hội nghị này đã bàn những cái đã thảo luận những cái văn kiện gì. Thì ta thấy rằng các cái văn kiện được thảo luận và thông qua trong cái hội nghị thành lập đảng bao gồm có là chánh cương vắn tắt, chính cương vắn tắt của đảng, sách lược vắn tắt của đảng, chương trình tóm tắt của đảng và điều lệ vắn tắt của đảng. Như vậy là điều lệ đảng là một trong những cái văn kiện quan trọng được cái hội nghị thành lập đảng là thảo luận và là thông qua, và sau này thì được các cái kỳ đại hội của đảng là tiếp tục bổ sung sửa đổi cho nó ngày càng hoàn thiện, nó phù hợp với từng cái giai đoạn phát triển của đảng. Tôi cũng xin giới thiệu một cách sơ lược về các cái kỳ đại hội của đảng. Thì cái kỳ đại hội thứ nhất là nó diễn ra từ ngày 27 cho đến ngày 31 tháng 3 năm 1935. Đại hội đã bầu ông Lê Hồng Phong làm tổng bí thư. Đại hội thứ hai là diễn ra từ 11 cho đến 19 tháng 2 năm 1951. Thì đã bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng và bầu ông Trường Chinh làm Tổng Bí thư. Đại hội lần thứ 3 là diễn ra từ ngày 5 tháng 10, ngày 5 cho đến ngày 10 tháng 9 năm 1960. Đại hội tiếp tục bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng và bầu ông Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội lần thứ 4 là nó diễn ra từ ngày 14 cho đến ngày 20 tháng 12 năm 1976. Thì đã bầu ông Lê Duẩn làm Tổng Bí thư. Đại hội thứ 5 là từ 27 cho đến 31 tháng 3 năm 1982. Thì ông Lê Duẩn được tái cử, được tái cử làm Tổng Bí thư của Đảng. Đến đại hội thứ 6, tức là từ ngày 15 cho đến 18 tháng 12 năm 1986, thì đã bầu ông Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư. Đại hội thứ 7 là từ ngày 24 cho đến 27 tháng 6 năm 1991, thì đã bầu ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư. Đại hội thứ 8 diễn ra từ ngày 28 tháng 6 cho đến 1 tháng 7 năm 1996, thì đã bầu ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư, tức là ông Đỗ Mười được tái cử làm Tổng Bí thư. Nhưng mà do tuổi cao, sức khỏe không còn tốt như trước, cho nên ông đã xin thôi không làm Tổng Bí thư nữa. Cho nên là trong cái hội nghị Trung ương 4 vào tháng 12 năm 1997 thì hội nghị này đã bầu ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư để thay cho ông Đỗ Mười. Đại hội thứ 9 là diễn ra từ ngày 19 cho đến ngày 22 tháng 4 năm 2001, thì đã bầu ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư. Đại hội 10 từ 18 cho đến 25 tháng 4 năm 2006 thì cũng đã bầu ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư, tức là ông Nông Mạnh được tái cử làm Tổng Bí thư. Đến đại hội 11 thì nó diễn ra từ 12 cho đến 19 tháng 1 năm 2011, thì đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Đại hội 12 là nó diễn ra từ ngày 20 cho đến ngày 28 tháng 1 năm 2016, thì cũng đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, tức là ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tái cử làm Tổng Bí thư. Đại hội 13 thì mới diễn ra, đó là
nó diễn ra từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 1 tháng 2 năm 2021. Và trong đại hội này thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng được tái cử làm Tổng Bí thư. Điều lệ đảng hiện hành được thông qua ở đại hội 11 gồm có tất cả là 12 chương và 48 điều. Thì phần sau chúng ta sẽ đi sâu vào một số chương có liên quan đến đề tài như là chương 2, chương 3. Về vai trò của Đại hội đại biểu toàn quốc của đảng thì được quy định ở điều 9 chương 2, bắt đầu từ trang 17. Và ở điều 15, 16, 17 chương 3 thì đó là nó quy định về các cơ quan lãnh đạo của đảng ở trung ương. Thì bắt đầu từ trang 27 cho đến trang 31. Bây giờ ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu. Trước tiên là chương 2 của điều lệ đảng. Thì cái tựa đề chương 2 là nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của đảng. Điều 9 quy định Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là, thì trong cái điều lệ có trình bày có 6 cái nội dung, 6 nội dung. Nhưng ta chỉ cần chú ý hai cái nội dung đầu, nó có liên quan đến cái vấn đề mà ta đang phân tích. Ở mục 1 của điều 15 thì có quy định là cơ quan lãnh đạo các cấp của đảng là do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Ở mục 2 thì quy định là cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là Đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai nhiệm kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của đảng là Ban chấp hành trung ương, ở mỗi cấp là Ban chấp hành đảng bộ hay là chi bộ, gọi tắt là đảng ủy. Đó là cái quy định ở cái mục 2 của điều 15, quy định vai trò của cái đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng. Ở trung ương thì nó là cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng. Như vậy là đại hội đảng thì có thể là tổ chức đại hội đảng viên hoặc là có thể tổ chức đại hội đại biểu. Ở chi bộ thường là được tổ chức đại hội đảng viên. Và ở cấp đảng bộ, cấp trên chi bộ thì nếu mà số lượng đảng viên ít thì cũng có thể tổ chức là đại hội đảng viên. Còn nếu số đại biểu, số đảng viên đông thì có thể là tổ chức cái đại hội đại biểu. Còn ở cấp trung ương thì chắc chắn là phải tổ chức cái đại hội đại biểu rồi. Cấp trung ương là cả nước thì cái số lượng đảng viên rất là đông, có thể có hàng triệu người. Hiện nay thì cái đảng viên của ta là khoảng là 5 triệu. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu cái chương 3 của điều lệ đảng. Chương 3 điều lệ đảng là tựa đề nó là cơ quan lãnh đạo của đảng ở cấp trung ương. Thì gồm có các điều như là điều 15, 16 và 17. Điều 15, 16, 17. Thì ở điều 15 quy định là đại hội đại biểu toàn quốc do Ban chấp hành trung ương triệu tập thường lệ 5 năm một lần. Có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá một năm. Về cái cấp có thể triệu tập cái đại hội toàn quốc đó chính là Ban chấp hành trung ương. Ở cái mục 2 quy định là đại hội đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ vừa qua, quyết định đường lối chính sách của đảng nhiệm kỳ tới, bổ sung sửa đổi cương lĩnh chính trị và điều lệ đảng khi cần, rồi bầu ban chấp hành trung ương.
Và ở cái mục 3 của cái điều 15 thì có quy định là ban chấp hành trung ương xét thấy cần hoặc khi có hơn một nửa số cấp ủy trực thuộc yêu cầu thì ban chấp hành trung ương triệu tập đại hội đại biểu toàn quốc bất thường. Đại biểu dự đại hội bất thường là các ủy viên trung ương đương nhiệm, đại biểu đã dự đại hội đại biểu toàn quốc đầu nhiệm kỳ có đủ tư cách, tức là nếu còn đủ tư cách thì tham dự, còn nếu không đủ tư cách thì không được tham dự. Như vậy là ngoài cái đại hội thường lệ hay là bình thường thì còn có cái đại hội bất thường. Nghiên cứu về cái lịch sử các kỳ đại hội của đảng ta thì chưa có cái đại hội bất thường. Từ đại hội thứ nhất cho đến đại hội 13 vừa qua thì tất cả đều là những cái đại hội bình thường hay là thường lệ, chứ không có cái đại hội bất thường nào. Ở điều 16 thì cái mục 1 là ban chấp hành trung ương tổ chức chỉ đạo thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các nghị quyết đại hội, quyết định những chủ trương chính sách về đối nội đối ngoại, công tác quần chúng và công tác xây dựng đảng, chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc của đảng nhiệm kỳ tiếp theo, đại hội đại biểu toàn quốc bất thường nếu có. Vậy là nếu có nhu cầu thì sẽ triệu tập cái đại hội bất thường, nhưng mà như tôi nói là trên thực tế thì chưa có cái đại hội bất thường nào diễn ra cả. Mục 2 trong cái điều 16 đó, là ban chấp hành trung ương căn cứ tình hình thực tế quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới. Và cái mục thứ ba là ban chấp hành trung ương họp thường lệ 6 tháng một lần, họp bất thường khi cần. Như vậy là ban chấp hành trung ương là 6 tháng họp lệ một lần. Như vậy là trong nhiệm kỳ 5 năm thì sẽ họp khoảng 10 lần. Nhưng mà nếu có những vấn đề gì đó cần họp bất thường thì có thể số lượng lần họp sẽ nhiều hơn. Trên thực tế của các cái đại hội vừa qua thì cho thấy rằng là bao giờ cũng họp trên 10 lần. Điều 17, cái mục 1 là ban chấp hành trung ương bầu bộ chính trị, bầu tổng bí thư trong số ủy viên bộ chính trị, thành lập ban bí thư gồm có tổng bí thư, một số ủy viên bộ chính trị do bộ chính trị phân công và một số ủy viên của ban bí thư do ban chấp hành trung ương bầu trong số ủy viên của ban chấp hành trung ương. Và sau đó là cái bầu ủy ban kiểm tra trung ương, rồi bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Và trong cái mục 1 này thì có quy định thêm một cái nội dung nữa là đồng chí tổng bí thư giữ chức vụ tổng bí thư không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Đây là cái nội dung mà cái đề tài của ta bàn từ đầu đến giờ. Đó là cái điều 17. Cái mục 2 của điều 17 là Bộ Chính trị lãnh đạo và kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc, nghị quyết của ban chấp hành trung ương, quyết định những vấn đề về chủ trương chính sách, tổ chức cán bộ, quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của ban chấp hành trung ương, báo cáo công việc đã làm trước hội nghị ban chấp hành trung ương hoặc là theo yêu cầu của ban chấp hành trung ương. Cái mục 3 là như vậy, mục 2 là quy định về cái vai trò của Bộ Chính trị, mục 3 là quy định vai trò của ban bí thư. Mục 3 là ban bí thư lãnh đạo công việc hàng ngày của đảng, chỉ đạo công tác xây dựng đảng và công tác quần chúng, kiểm tra giám sát việc thực hiện các cái nghị quyết chỉ thị của đảng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, quyết định một số vấn đề về tổ chức cán bộ và một số vấn đề khác theo sự phân công của ban chấp hành trung ương, chỉ đạo hoặc là kiểm tra việc chuẩn bị các vấn đề
đưa ra Bộ Chính trị thảo luận và quyết định. Như vậy cái mục 3 này quy định cái vai trò của Ban Bí thư. Như vậy là cái lãnh đạo đảng là lãnh đạo tập thể, thì cái tập thể lớn nhất đó chính là cái đại hội đại biểu toàn quốc của đảng. Thì ví dụ như là trong đại hội 13 thì số đại biểu được triệu tập là 1582 đại biểu và số có mặt cũng là 1582. Và cái tập thể lãnh đạo kế tiếp đó là Ban Chấp hành Trung ương. Trong cái đại hội 13 thì Ban Chấp hành Trung ương là có 200 ủy viên, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Thì cái tập thể này nhỏ hơn, cho nên vai trò lãnh đạo cũng thấp hơn. Tiếp theo đó là cái tập thể Bộ Chính trị. Thì trong đại hội 13 vừa rồi là bầu ra 18 ủy viên Bộ Chính trị. Thông thường thì số lượng ủy viên Bộ Chính trị là khoảng trên dưới 20 người. Cụ thể trong đại hội 13 vừa rồi là bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị. Và sau đó là thành lập cái Ban Bí thư. Thì Ban Bí thư gồm có là Tổng Bí thư và một số ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công. Cụ thể là thường có một ủy viên Bộ Chính trị để phụ trách cái thường trực của Ban Bí thư. Và Ban Chấp hành Trung ương còn có thể bầu bổ sung thêm một số ủy viên của Ban Bí thư, một số thành viên của Ban Bí thư từ cái ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Thế về vai trò của các cái tập thể này thì điều lệ đảng cũng đã xác định là đại hội đại biểu toàn quốc của đảng chính là cái cơ quan lãnh đạo cao nhất, cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng. Kế tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, và sau đó là đến Bộ Chính trị, và cuối cùng là Ban Bí thư. Như vậy là Ban Chấp hành Trung ương sẽ điều hành công việc của đảng giữa hai kỳ đại hội. Vì đại hội chỉ được triệu tập trong thời gian ngắn thôi, vài ngày, có thể là trên dưới một tuần. Ví dụ như đại hội 13 thì triệu tập thời gian hoạt động của đại hội 13 là kéo dài khoảng 7 ngày, tức là một tuần. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì đại hội giải tán. Cho nên là giữa hai kỳ đại hội cũng cần phải có cái cơ quan lãnh đạo, đó chính là Ban Chấp hành Trung ương. Và lãnh đạo tập thể thì phải họp, phải hội nghị, bàn bạc, thống nhất và cuối cùng là quyết định thông qua nghị quyết. Những quyết định được ghi trong cái nghị quyết của hội nghị, phải gọi là nghị quyết trung ương. Và để triển khai cái nghị quyết trung ương thì Bộ Chính trị chính là cái người tổ chức thực hiện triển khai cái nghị quyết giữa hai kỳ đại hội trung ương, cái người điều hành công việc của đảng giữa hai kỳ của hội nghị trung ương. Còn cái vai trò của Ban Bí thư là điều hành công việc hàng ngày của đảng, điều hành công việc hàng ngày của đảng dựa vào cái nghị quyết của đại hội, dựa vào cái nghị quyết của hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết của Bộ Chính trị, thì triển khai những nghị quyết đó và điều hành cái hoạt động hàng ngày của đảng. Thì đó là các cái tập thể lãnh đạo ở cấp trung ương. Thấy rõ trong cái quy định điều 15, 16 và 17 chương 3 đó. Và sau khi đã nghiên cứu cái một số nội dung trong cái điều lệ đảng thì ta thấy rằng là theo điều 9 chương 2 của điều lệ đảng thì cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng là đại hội đại biểu toàn quốc của đảng.
nên đại hội có quyền quyết định mọi vấn đề về đảng và hoạt động của đảng trong nhiệm kỳ mà mình lãnh đạo, kể cả việc bổ sung, sửa đổi cương lĩnh chính trị và điều lệ đảng khi cần, bầu ban chấp hành trung ương và các cơ quan lãnh đạo khác của đảng. Mặc dù là các cơ quan lãnh đạo như là Bộ Chính trị, như là Tổng Bí thư, Ban Bí thư thì không phải do đại hội trực tiếp bầu mà do hội nghị trung ương lần thứ nhất bầu, hội nghị ban chấp hành trung ương kỳ họp thứ nhất bầu. Nhưng mà cái hội nghị này cũng được diễn ra trong khuôn khổ lãnh đạo của cái đại hội đại biểu toàn quốc của đảng. Các cái nhân sự mà ban chấp hành trung ương bầu vào các cơ quan lãnh đạo thì cũng do đại hội đảng giới thiệu và quyết định. Từ sự phân tích trên thì cho thấy rằng là với tư cách là cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng, đại hội đại biểu toàn quốc của đảng dù có đưa ra bất cứ quyết định nào về đảng, về tổ chức và hoạt động của đảng thì cũng đều là hợp lệ, vì quyền năng này chính là do điều lệ đảng quy định. Thì vai trò là cơ quan lãnh đạo cao nhất đã được quy định trong điều lệ đảng, lúc này ta đã nói rồi. Nếu như đại hội quyết định không sửa điều lệ đảng là hợp lệ thì việc bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư khóa 13 cũng là hợp lệ. Hai điều này nhìn bề ngoài có vẻ trái ngược nhưng bên trong lại thống nhất với nhau. Đó là cả hai điều gì lợi ích của đảng, của quốc gia và dân tộc Việt Nam. Đây là lần đầu tiên đại hội toàn quốc của đảng thực hiện đầy đủ quyền năng của mình. Tức là cái tình huống này mới xảy ra lần đầu ở trong cái đại hội 13, các đại hội trước thì nó chưa xảy ra. Cho nên là đánh giá đây là lần đầu tiên đại hội toàn quốc của đảng thực hiện đầy đủ quyền năng của mình. Khi cần phải thực hiện đầy đủ quyền năng thì có thể có những quyết định trái với một vài điều cụ thể trong điều lệ đảng là chuyện bình thường chứ không phải là chuyện lạ. Như là cái ông Mạnh coi đây là một cái điều lạ lùng, là luật sư Đặng Đình Mạnh thì coi đây là một điều lạ lùng. Thì đây ta kết luận là đây là chuyện bình thường chứ không phải là chuyện lạ. Quyền năng này chỉ dành cho cơ quan lãnh đạo cao nhất. Còn các cơ quan cấp dưới đương nhiên là phải chấp hành tuyệt đối mọi điều trong điều lệ đảng, mọi điều quy định trong điều lệ đảng. Không được sai phạm bất cứ điều nào trong điều lệ đảng. Cho nên là cái quyết định của đại hội 13 thì nó không làm hạ thấp vị thế của điều lệ đảng, mà nó đặt cái điều lệ đảng vào đúng cái vị thế của nó. Như vậy cái thông điệp mà đại hội 13 đưa ra là không được coi điều lệ đảng là cái gông đeo vào cổ, bó tay, bó chân mình, mà nó chỉ là công cụ, là phương tiện để đảm bảo cho quyền lãnh đạo của cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng. Thì đến đây là những cái nhận thức của cá nhân tôi. Nếu như quý khán giả mà có quan điểm gì khác thì xin cho biết ý kiến. Video đến đây là kết thúc. Video tiếp theo sẽ là người dân Việt Nam có được tham gia bầu lãnh đạo đảng và nhà nước không? Mong quý khán giả tiếp tục ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn vì đã theo dõi video. Kính chào và hẹn gặp lại.